sáng thứ năm ngày 20 tháng 4 năm 2017 tới đây. Đức Thánh Cha Francisco sẽ nhóm họp công nghị Hồng Y để quyết định và thông báo về ngày cử hành lễ tuyên phong hiện thánh cho các vị chân phúc. Đứng đầu trong danh sách là cha Andrea de Silveira, cha Ambrosio Francesco Ferro, linh mục giáo phận và giáo dân Theo Moreira, cùng với 27 vị tự đạo tại Brazil. 30 chân phúc này tự đạo vào ngày 16 tháng 7 năm 1645 và ngày 3 tháng 10 năm 1645 vì bị những người tin lành Calvin Hòa Lan giết trong một cuộc xung đột với các tín hữu Công giáo Bồ Đào Nha. Tiếp đến là ba chân phước thiếu niên tự đạo người Mexico là Cristoforo, Antonio và Giovanni bị giết vì đức tin ở Mexico năm 1529. Ba vị này quen được gọi là các trẻ tự đạo ở Tlaxcala và những thổ dân đầu tiên trở lại Công giáo ở Mexico, bị giết vì nhân danh đức tin Kitô, từ chối sự tôn thờ thần tượng và tục đa thê. Án thứ ba là cha Faustino Miguez, người Tây Ban Nha thuộc dòng Scolopi, cũng gọi là dòng giáo sĩ học đường, sáng lập dòng thánh Calasanzio và các nữ tử Chúa là mục tử. Án thứ tư là chân phúc Angelo da Assi thuộc dòng Cappuccino, qua đời năm 1739, thọ 70 tuổi. Sau cùng là hai chân phúc thiếu niên Francisco và Giancita đã được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cách đây đúng 100 năm. Với công nghị trên đây, giáo hội sắp có thêm 37 vị tân hiện thánh.